Chào bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác về cái cây hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc và cái cây hoàng phi hạc mắt đen. Đây là cái mắt đen này. Mắt nó chia hai bên kiểu dạng đó. Thì em sẽ nói sơ qua về cái cây hoàng phi hạc mắt đen sau. Còn cái cây hôm nay em nói về cái cây hoàng phi hạc bình thường thì nó mắt vàng như này. Cái gì đấy? Họng nó là họng vàng luôn. Đấy, thì có một số những cái cây ấy, thì là ở họng ở trong của nó ấy. Họng ở trong ấy, tít trong gần cái mũi của nó ấy. Tít trong gần cái mũi của nó họng đỏ kiểu phẩy phẩy. Đấy. Có cây thì tít trong của nó gần cái mũi của nó thì là họng phẩy. Có cây thì là họng nâu, cây họng tím. Nhưng về cơ bản thì nó là họng tím thôi. Chứ còn để mà họng mấy cái cây màu họng đỏ thì ít hơn. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái cây hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc này nó là một cái cây rừng. Đấy, tên Latin thì anh chị trả giúp em, thế nó dễ. Kiểu cái này thì em cũng ghi hết trên Thiên Đường Ngàn Hoa rồi. Cái cây hoàng phi hạc này thì nó là cái... Đây. Gốc ở đây. Với cái gốc của nó, anh chị nhé. Cái gốc của nó. Mọi người nhìn thấy không? Gốc nó rất nhỏ. Nó dạng như một số cây đen xuân. Nó gốc rất là nhỏ như này, nhưng lên thân phình rất là to. Thân phình rất to. Và thường của nó thì ra hoa, rụng lá thì ra hoa. Cây này thì nó cũng dễ hoa thôi. Cây hoa màu vàng và có hương thơm. Thân lá của nó, thân của nó thì dài khoảng từ 20. Từ 20 đến khoảng tầm 7-80. Như cái này là đây nó dài khoảng 5-60. Gì đó, khoảng 5-60. Cái cây hoàng phi hạc này thì nó có cái thân lá khá là dễ nhận diện. Anh chị nhìn thấy cái dạng thân lá khi chọc nó rất là to. Phình củ rất là, phình chọc rất là to. Nhưng khi mà nó teo tóp lại thì nó kiểu như cái cây bên cạnh. Cây bên cạnh nó teo lại nó gầy này. Đấy, nó nhăn nheo. Đấy, thì đây là hai cái cây. Cây ở trên này thì nó cũng là cây hoàng phi hạc vàng này. Đấy, nhưng mới nở thì nó xanh. Lá của nó thì dạng như lá đen xuân vậy. Đây. Là dạng như dòng đen rô hoặc là đùi gà. Nó giống nhau. Lá nó khoảng từ 2 đến 3 cm. Và dài khoảng từ 5 đến 10 cm. Có thể hơn 10-12 cm gì đó. Thì nó phụ thuộc vào tùy từng cây. Cây nhiều nắng thì lá nó ngắn hơn. Thân đốt nó ngắn hơn. Còn cây này ít nắng thì lá dài, đốt dài. Đốt dài thì ở đây anh chị nhìn này. Đốt dài, đốt này 3 cm. Đấy, nhưng bản thân nó trên này nó chỉ ấy thôi, 2 cm thôi, 2 cm đến 3 cm, nói chung là tùy. Nhưng cái dòng đây em sẽ nói về cái cây đốt ngắn đốt dài. Cây bên này nhìn khá rõ này, đốt này nó phải tầm 4 đến 5 cm, 4 đến 5 cm, anh chị ạ, 4 đến 5 cm cái đốt này rất là dài. Thân nó cũng nhỏ hơn, nhỏ hơn, mặc dù bây giờ là nó bị teo lại do là khô, nó teo lại gốc nó vẫn đang lên mầm. Anh chị nhé. Nhưng nó vẫn teo lại là chuyện bình thường, không có gì cả. Kệ nó. Như cái thân bên này thì nó chưa teo lại thì nó còn căng. Khi mà nó teo tóp lại thì như cái cây hoàng phi hạc bên này nó đang hoa này. Thân nó nhỏ đúng không ạ? Thân nó tóp lại có nghĩa là bị thiếu nước. Đấy, anh chị thấy không? Đây này. Hoa nó cũng là vàng này. Đấy, họng vàng. Như khi mới nở thì nó sẽ là màu xanh. Bởi vì cái việc mà màu xanh vàng thì nó nhiều cây riêng về không hẳn riêng cái này mà là về hoa lan thì nhiều cái cây là hoa màu xanh mới nở nhưng khi sau thì nó vàng, chuyện đấy bình thường anh chị nhé. Anh chị nào mua rồi chơi rồi có thể hiểu. Cây này rất dễ đúng không? Cánh của nó thì phớt hồng của cây, phớt hồng đậm, phớt hồng nhạt. Mắt của nó là mắt vàng, vàng từ trong ra ngoài luôn. Đấy, nó là một cây rất là đẹp nhưng mà nhiều hoa. Thì như cái chậu bên này đây thì nó cũng chỉ có một thân thôi. Hai thân có hoa. Anh chị ạ. Hai thân có hoa nó cũng được khoảng tầm hơn chục bông. Rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái cây mắt vàng này thì mới nở thì nó cũng xanh, đây nó nở lâu anh chị nhìn cánh nó cũng có chấm rồi đấy. Đây, như cây này nó cánh nó chấm rồi. Đấy, dấu hiệu sắp tàn rồi. Thì cây hoàng phi hạc của nó là hoa màu, cánh của nó là màu trắng hồng, phớt hồng, nhưng có những cây thì hồng nhiều hơn thì dạng như cây bên này. Hồng tím nhiều hơn hoàng phi hạc.
Thường những cây mắt đen này thì cánh nó sẽ đậm hơn, đậm màu hơn. Nhưng còn cái cây vàng thì cánh nó sẽ nhạt hơn. Thân lá của nó vẫn có chấm tím anh chị ạ. Đấy. Thân lá của nó là mầm này. Mầm nó hơi chấm. Nhưng khi lớn và thân cây khi già rồi thì thường nó sẽ là xanh sạch như này. Nhưng nó vẫn có những chấm tím bởi vì nó cánh hoa của nó không phải là cánh trắng mà. Nó có những cái cánh trắc tinh nhưng mà nó rất là nhiều. Và cái hoàng phi hạc này cuống hoa là màu tím, cánh trắng tinh rất là nhiều. Nhưng mà có cái là nó dạng như là một loài ấy, thế nên nó có rất là nhiều cây chứ nó không hẳn là đột biến như kiểu là phi điệp. Đấy. Thì có cái kể cả cái mắt hoa nó cũng thế. Mắt hoa thì em sẽ sang nói đến cây mắt đen bên này. Cái mắt của cái thằng hoàng phi hạc nó có cái đặc trưng như này. Đặc trưng riêng. Mắt của nó có nghĩa là nó không đều nhưng mà mắt nó chia rõ hai bên luôn. Đấy, anh chị nhìn thấy ở giữa nó bị lõm vào đấy. Đấy. Đây cái này nó là kiểu mắt đỏ nhung. Nó khá đẹp. Đấy, nhưng mà cái là nó là một cái cây mắt tím đỏ. Đấy, cái cây mắt tím này ấy, thì nó cũng có rất nhiều anh chị nhá. Nó có rất nhiều, nó cũng là như là một loại giống như cây mắt vàng này thôi. Nó có nhiều. Nhưng mà ngày trước ấy, khi mà mới phát hiện được ít ấy, thì người ta nghĩ đấy đột biến mắt, nhưng mà về sau này em thấy nó cũng nhiều nhưng nó cũng là một vùng nhưng mà nó ít hơn. Nó như kiểu theo vùng ấy, nhưng nó có ít hơn. Nó có ít hơn nên là giá nó cũng cao hơn so với là cái cây mắt vàng bên này. Cái mắt vàng thì giá nó rẻ hơn là cái cây mắt đen này. Cái mắt đen thì giá nó cao hơn. Thì cái mắt vàng hay cái mắt đen thì nó có cái kiểu đặc trưng mắt của nó như này. Anh chị nhớ kỹ thế. Bởi vì em cũng có những cái cây mắt là cái cây tử phi hạc ấy. Nhưng môi hoa nó thì là môi hoa của cái cây hoàng phi hạc. Đấy, thì cây này thì ngày trước là người ta hay gọi là cây hoàng phi hạc đột biến. Mắt đen nhưng mà em thấy nó có khá nhiều. Nên là nó không hẳn là gọi là đột biến này. Bởi vì nó cũng như là theo vùng ấy. Nó có nhiều mà tự nhiên ra. Chứ không phải là do mình có một cây mà mình về mình nhân giống như kiểu là phi điệp. Phi điệp đột biến thì nó có một hai cây xong về mình nhân giống ra thì mới có nhiều. Chứ còn ở rừng thì nó chỉ có một bụi thôi. Nhưng còn cây mắt đen này thì nó không phải là ở rừng có ít mà là ở rừng nó cũng có nhiều. Rừng nó có nhiều thế là đâm là nó cũng là một loại nhưng mà nó ít hơn là cái cây mắt vàng. Đâm là cái cây mắt vàng này thì nó rẻ hơn là cái mắt đen. Đấy nhá. Thì ngoài ra thì em cũng có nói khá là chi tiết về các loại hoa lan khác ở trên kênh Thiên Ngàn Hoa. Thì anh chị cũng có thể xem và tham khảo thêm một số những loại ngoài hoàng phi hạc ra thì những cái số cây khác em cũng có nói rất là chi tiết. Anh chị có thể xem tham khảo trên đó. Còn cái cây hoàng phi hạc này thì nó là một cái cây mà khá là phổ thông rồi. Nên là nhìn thân lá thì nó cũng dễ là nhận dạng. Thân lá khi mua không có lá thì khó. Nhưng khi mua có lá thì có lá là nhìn lá là gầy. Lá nó có sọc mà nhìn khá là nhận ra là khá dễ. Anh chị nhá. Lá nó gầy mà nó đanh lắm. Nó đanh, nó cứng. Nó dày, nó cứng, nó không phải dày. Nó rất cứng. Đây những cái lá già như này. Lá rất đanh, cứng. Đấy, lá già nó đanh cứng lắm. Đấy, còn mặt lá của nó, mặt lá xanh hay vàng ấy thì em nghĩ là cũng không nên quan trọng quá. Bởi vì cái mặt lá thì nhiều khi nó do môi trường chăm sóc mát và ít ánh sáng thì nó sẽ xanh. Mà nhiều ánh nắng mà khô thì nó sẽ vàng. Cứ nhiều ánh nắng là đã vàng rồi. Nhưng càng khô thì càng vàng nữa. Thì đấy là một số những cái mà kinh nghiệm của em về cái cây hoàng phi hạc này. Thì nó cũng đơn giản mà trồng chăm nó cũng dễ thôi. Anh chị cứ trồng loại giá thể nào thoát nước tốt. Như em hay trồng vỏ thông, chậu thì loại nào cũng được. Cứ trồng vỏ thông không này thôi. Cả cái chậu gốm gỗ này thì vỏ thông không hết. Đấy, bởi vì vỏ thông nó thoát nước rất tốt mà độ bền của cái vỏ thông nó khá là ok. Thế nên anh chị có thể xem và tham khảo cách trồng của những loại này. Chứ còn em thì thấy là cái loại này trồng nó khô một chút thì nó sẽ đỡ bị thối. Và cứ khoảng 2 đến 3 năm chúng ta thay giá thể một lần. Bởi vì khi mà mình nuôi môi trường thuần nhà mình ấy, nó không giống với những môi trường ở trên vùng cao
hay là những cái nhà vườn lớn, như các anh chị ở những nhà nhỏ, vườn nhỏ thì nên thay giá thể thường xuyên, khoảng 2-3 năm một lần, cắt bớt những cái rễ hỏng đi và nên trồng lại giá thể để cho nó đỡ bị ảnh hưởng rễ, ví dụ như vỏ thông nhỏ đấy, hoặc loại nào mà giúp anh chị thay mà nó không ảnh hưởng mấy đến rễ thì anh chị nên làm, hoặc là một miếng gì thì miếng than ấy, đấy, xong cho nó bám lên, xong rồi sau thì mình cứ miếng than đấy mình cứ khử trùng liên tục thì nó cũng rất là ok thôi, khử trùng bằng mấy cái dung dịch khử trùng như Bencola, Vicsan này là các loại khác, anh chị có thể xem và tham khảo thêm những cách làm đó, nó cũng rất đơn giản thôi để xử lý được cái giá thể. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.